Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cô gái có tên là Trúc Linh. Phải nói rằng Trúc Linh là một cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang và thông minh. Tuy nhiên, cô gái đó lại sinh trưởng trong một gia đình quá cổ hủ và phong kiến. 20 tuổi, biến cố đầu đời ập đến với Trúc Linh đã khiến cho cuộc đời cũng như tính cách của cô gái này thay đổi rất là nhiều. Vậy thì biến cố đầu đời đó là gì vậy? Và nó xảy ra như thế nào để có thể rèn nên tính cách mạnh mẽ, tự tin và độc lập của Trúc Linh? Bên cạnh đó, chúng ta cũng hãy chờ đợi xem làm câu chuyện tình yêu của cô gái này sẽ có những khởi đầu ra sao. Nhân vật nam chính sẽ là ai đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả An Yên qua phần diễn đọc của anh Sa. Chị Hai ơi, hôm nay bên nhà bà nội dựng cái rạp to lắm ấy, nhà gầm mí cả lên. Như vậy có nghĩa là bà lấy vợ khác thật đó chị. Chị không quan tâm, em cũng quên ông ấy luôn đi. Nghe cuộc trò chuyện của hai cô con gái, bà Hương Thảo khẽ thở dài. Không còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người chồng đầu ấp tay gối của mình hơn 20 năm nay có với nhau hai cô con gái tài sắc. Nay thì ông bỏ ba mẹ con bà đi lấy người khác. Cái lý do mà ông chồng và cả gia đình họ nội đưa ra thật ấu trí là bởi vì bà không sinh được con trai nối dõi. Nhà chồng của bà giàu có lắm, có thể nói nhất cái vùng quê này. Họ quen biết nhiều vị có máu mặt ở thành phố C nữa. Chồng của bà, ông Dương Tiến Đạt, lại là con một nên được nuông chiều từ bé. Tổ tiên nhà họ Dương vốn làm đại địa chủ, dư thừa của cải quyền lực ở vùng quê này. Cho đến tận bây giờ, làng trên xóm dưới vẫn truyền tụng là nhà này giàu có gia truyền rồi. Còn gia đình của bà thì lại nghèo nhất nhì cái làng này. Thế mà cậu ấm họ Dương hơn 20 năm trước lại mê mẩn cái nhan sắc hiền thục dịu dàng của bà, đòi cưới cho bằng được. Hai đứa con gái xinh xắn ra đời, giỏi giang, ngoan ngoãn, được bạn bè thầy cô ngưỡng mộ, nhưng mà lại bị chính bà nội hắt hủi. Cứ nhìn thấy hai đứa cháu, bà nội lại thở dài mỉa mai. Nếu như ở thời phong kiến, chắc là bà đi hỏi vợ hai cho chồng rồi đấy. Nhưng mà thời này làm gì có chuyện năm thê bảy thiếp được nữa. Và lại chung gì chứ chung chồng, ai chịu đựng được đây. Vì thế, bà Hương Thảo nhiều lần tự trách mình không xin nổi muộn con trai cho ông Đạt. Bà luôn nỗ lực làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ và làm mẹ trong cái nhà này. Thế nhưng mà con nằm mơ, bà không dám nghĩ đến việc chồng nuôi bồ nhí bên ngoài hàng năm trời như thế. Bà lấy về nhà giàu, tự mình an phận. Bà chẳng khác gì một ô xin không lương trong cái nhà ba tầng to nhất thị xã này. Kể cả chồng đi xuyên đêm hay cả tuần không về, bà cũng không dám hỏi. Và rồi thì cái ngày tồi tệ ấy đã đến cách đây 2 năm. Lúc này thì con gái lớn của bà đã 20 tuổi, con gái nhỏ 15 tuổi. Vào một buổi gần trưa, ông Đạt ngang nhiên dẫn cô bộ về nhà và tuyên bố một câu xanh sợn khi nhìn thấy bà vừa đi trở về. Bà Thảo, nhà họ Dương cần con nối dõi. Bà không sinh được con trai nên từ nay chúng ta tạm thời ly thân đi. Tôi đã tìm được người giúp gia đình này tránh cảnh tuyệt tử. Bà Thảo nhìn chồng bằng ánh mắt vừa sửng sốt lại vừa đau đớn. Tại sao 20 năm nay ông không đòi con trai? Tôi cưới ông năm 18 tuổi, nay thì ông mới cần con trai sao? Lâu nay chỉ là mẹ nói thôi chứ. Ông Đạt cười ha hả rồi đáp. 20 năm nay có đòi cũng được đâu. Tôi đã im lặng để xem bà có biết điều không.
Nhưng mà quả là bà biết làm mọi thứ chứ biết điều đấy. Bà không thấy mẹ con tôi ngắn bà đến tận cổ rồi sao? Đến mẹ tôi còn khó chịu khi nhìn thấy bà. Thế thì tôi làm sao mà chịu được? Bà nhìn Lan đi. Thua bà có 4 tuổi thôi mà trông cứ mơn mờn, mông căng eo thon. Cái dáng này mới đẻ được con trai. Bà hiểu chưa? Thế bà tự soi lại mình đi. Lâu nay bà đã nghe người ta đồn đại rằng chồng bà nuôi gái bên ngoài. Nhưng mà bà không tin và cũng không dám hỏi. Đâu phải là trẻ nhỏ gì nữa. Bà đã 38 tuổi, còn ông thì 40 rồi. Ai lại làm cái việc phi đạo đức như vậy? Kể cả khi ông đi biển biệt mấy ngày liền, chỉ một cái tin nhắn báo rằng đi công tác là xong. Bà chỉ biết nhắc nhở ông ăn uống điều độ, lo nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Thế nhưng mà nào ngờ được cớ sự này. Như bây giờ trái tim của bà vụn vỡ mất rồi. Ông đã tán tỉnh hứa hẹn đủ điều với bà. 20 năm bà hy sinh cho cái nhà này. Bây giờ đến lúc bà kết thúc kiếp làm dâu, mà đúng ra làm giúp việc cho nhà giàu không lương. Trước đây bà không chỉ xinh đẹp mà còn khỏe khoắn, việc đồng án cứ thoăn thoắt. Trước khi lấy ông, bà đi kế thuê từ vùng này qua vùng khác, chưa ai kế nhanh bắt kịp bà cả. Thành ra lấy được bà, mẹ ông cho một loạt giúp việc nghỉ làm để bà quán xuyến việc nhà. Nói là quán xuyến, thế nhưng mà thực ra chỉ là một dạng ô xin cao cấp thôi. Và giờ đây mọi thứ đã sụp đổ trước mắt của bà. Ông bỏ bà bởi vì bà không thể nào sinh quý tử cho nhà họ Dương. Bà Thảo bần thần đứng giữa sân. Ông Đạt đã kéo cô Lan vào nhà từ lâu mà bà vẫn chôn chân đứng ở đó. Cái nắng mùa hạ chiếu những tia gắt gao xuống thân hình nhỏ bé của bà. 20 năm làm vợ, làm dâu. 20 năm thanh xuân của bà bị quên lãng trong cái vỏ bọc dâu nhà giàu. Ông Đạt nói đúng. So với cô kia, bà đã tàn tạ đi nhiều. Bàn tay của bà chai sần, gót chân sần sùi. Khóe mắt in vết chân chim, da của bà cũng đã sạm đi. Đã bao nhiêu lâu rồi bà không soi gương. Bà đâu còn là cô gái hương thảo trắng trẻo ngày xưa, khiến cho bao nhiêu chàng trai mê đắm. Người ta nói rằng đàn ông yêu bằng mắt. Bà nhìn mình còn khó ưa. Nói gì là đàn ông. Thời gian đã xóa đi mọi dấu vết son trẻ. Ông Đạt là dân kinh doanh, sao mà dễ dàng chấp nhận được. Đang miên man suy nghĩ, bà Thảo giật mình bởi cái giọng the thé của mẹ chồng. Này, 9 giờ sáng rồi đấy, là còn đứng như trời trồng thế kia, thì không thấy là nhà có khách sao? Không lo cơm nước đi à? Bà Thảo gạt vội giọt nước mắt quay xuống bếp. Mẹ của ông Đạt gọi giật lại. Này này, bây giờ chuẩn bị nghỉ hè, con gái lớn của chị về, thế mẹ con tranh thủ dọn đồ ra khỏi đây đi. Mà tôi nói cũng nhiều lắm rồi đấy. Gái mà già thì phải thay lứa trẻ hơn, máy hư hỏng thì phải thay máy mới thôi. Không phải là bà Thảo luyến tiếc gì cái nhà này cả, mà bởi vì bà không đành lòng nhìn con cái phải chứng kiến cảnh ba mẹ bỏ nhau ở cái tuổi này. Nước mắt ngần ngấn, bà bước lại gần mẹ chồng. Mẹ, con vẫn là vợ anh Đạt mà. Và lại, hai đứa còn phải học hành, còn sợ là sẽ ảnh hưởng đến... Bà còn chưa nói hết câu, đã thấy điều cười nhạt mỉa mai của mẹ chồng. Cái gì nữa? Đấy chỉ là danh nghĩa thôi. Còn bây giờ cái Lan, nó sắp làm dâu nhà này. Cái danh của chị, vứt cho chó nó tha đi thôi. Chúng nó ăn ở với nhau gần 2 năm rồi. Nhưng mà còn kế hoạch chưa sinh em bé. Bởi vì con Lan, nó là người có học, gia đình gia giáo. Nó sợ chị bị bất ngờ, nhớ đâu sốc quá mà chết. Vậy nên nó để 2 năm tìm hiểu, rồi mới danh chính ngôn thuận sinh con. Tôi không nhớ là chị định ở đây nhìn các con của tôi hạnh phúc à? Mà mặt của chị cũng dày quá hay sao thế? Nhưng mà con trai con dâu của tôi thì không thể nào nuốt nổi khi mà nhìn cái bộ mặt dâu dí của cô đâu. Bà Thảo sụt sịt. Mà, hai bé còn chưa biết gì cả. Để từ từ con... Chưa biết thì bây giờ biết thôi. Sao mà cô ngu ngốc như vậy? Con Linh học đại học, còn 2 năm nữa. Còn tôi cũng phụ cô nuôi nó học cho xong. Còn con Thư, hết lớp 9 thì cho nghỉ quách đi cho rồi.
Thằng Đạt nó ngu nên nghe cô cho con Linh đi học đại học. Chứ tôi á, phụ nữ học làm gì cho lắm. Tốn tiền tốn gạo được gì đâu. Đàn bà chỉ cần biết nội trợ đẻ con. À, mà phải là đẻ con trai là được. Chứ có mài gian được đâu. Có biến thành con trai được không? Bà Thảo nghe xong, lắc đầu ngao ngán. Bà cũng không đôi co với mẹ chồng nữa, bởi cái tư tưởng cổ hủ không thể nào thay đổi được đó. Bà Thảo đã tiếc rẻ cái phần mình không được học hành đến nơi đến chốn, nên nhất quyết cho con học hành đàng hoàng. Dương Trúc Linh là con gái lớn của bà. Con bé xinh xắn, ngoan ngoãn, giỏi giang. Linh đang là sinh viên xuất sắc năm thứ hai của trường đại học kinh tế ở thành phố C. Con gái út là Đan Thư, cũng là một học sinh năng động, ưu tú. Vì vậy dù trời có sập xuống thì bà cũng không bao giờ để con thất học. Chúng sẽ viết tiếp ước mơ thời trẻ của bà. Cho nên mỗi khi bà nội chống biếu môi trước những tấm bằng khen của cháu, bà Thảo chỉ biết động viên con cố gắng học tập để không chịu khổ như mẹ. Được cái là hai đứa con của bà cũng không thèm để tâm đến những lời bà nội nói, mà vẫn luôn chăm chỉ, khiến cho bà mát mặt mỗi lần đi họp phụ huynh. Hơn hẳn bao nhiêu bạn nam khác ở trong lớp chỉ lo chơi bời nghịch ngợm. Bà nghĩ là sinh con trai làm gì, khi mà mỗi lần đi họp, bố mẹ của chúng lại phải muối mặt như thế. Giờ đây, con đường trước mắt của mẹ con bà sẽ khó khăn lắm đây. Một mình bà sẽ gồng gánh hai con học hành. Bà Thảo vừa nấu bữa trưa vừa suy tính. Bao nhiêu năm nay mẹ chồng bà luôn than thở, con dâu không biết đẻ, việc rời rồi cũng bay đi mất. Mẹ chồng đã mấy lần giúp ông Đạt đi tìm con bên ngoài, thế nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ ông Đạt mới dắt cô ta về. Có thể là ông ta còn một chút lương tâm nghĩ đến hai đứa con gái, hay là vì thể diện. Cũng có thể những cô bồ nhí của ông cũng không sinh được con trai chăng. Lần này thì có vẻ như ông ta hí hửng. Chắc chắn cô Lan này đẻ được quý tử cho nhà họ Dương, nên mới ngang nhiên đưa cô ta về, đuổi ba mẹ con bà đi. Cơm trưa vừa nấu xong, bà Thảo soạn bàn ăn, khẽ nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 11 giờ. 30 phút nữa, Đan Thư mới đi học về. Bà đi lên phòng khách rồi nói. Mẹ à, con nấu xong rồi à? Nhưng mà bé Thư lát nữa mới về à? Mẹ chồng của bà khoát tay. Tôi nói chỉ làm cơm chủ yếu để cái Lan ra mắt nhà chồng. Còn con việc rời đó, có ăn hay không thì cũng không quan trọng. Rồi thì bà ta quay sang cô bồ nhí của ông Đạt. Lan à, xuống ăn trưa kẻo đói con ơi. Lan khẽ liếc bà Thảo, cất giọng thèn thùng pha một chút áy náy. Dạ, con cũng chưa đói. Đợi bé một lát cũng được mà. Đúng lúc bà Thảo định xua tay từ chối nha ý xả tào đó, thì một âm thanh vang lên phía sau lưng của bà. Sao lại có một người lạ hoắc gọi bà nội của tôi là mẹ thế nhỉ? Bà Thảo quay người lại. Trúc Linh đang đứng ngay trước mặt, khiến cho bà ngạc nhiên đến lắp bắp. Linh à, con về khi nào đấy? Trúc Linh thu lại ánh mắt sắc sảo nhìn Lan, rồi thì cô quay sang nhìn mẹ trìu mến. Dạ, bởi vì con kết thúc học phần sớm, tranh thủ về, chuẩn bị cho chuyến tình nguyện hè mà. Bà nội nhìn Linh rồi cười nhạt. Cũng vừa hay. À, khi nãy cô còn lo hai đứa con gái chưa biết chuyện gì cả, thế bây giờ thì chúng nó cũng biết rồi đấy. Trúc Linh là con gái đầu của bà Thảo, rất xinh đẹp. Cô không mang vẻ thục nữ thuần khiết như mẹ, mà lại có một khuôn mặt rất duyên và ưa nhìn. Đôi mắt to tròn, luôn thu hút ánh nhìn. Mái tóc chỉ để ngang vai và luôn buộc cao để lộ chiếc cổ kiêu hãnh trắng ngần. Linh mang vẻ đẹp năng động, mạnh mẽ, đúng như tính cách bướng bỉnh của cô. Linh đã nhiều lần khiến cho những chàng trai mê đắm bởi đôi mắt hút hồn và nụ cười sang sơ đó. Kỳ này cô về hè sớm, đành tạo bất ngờ cho mẹ. Nào ngờ đâu vừa đến sân đã phải nghe những lời chói tai như vậy. Thực ra thì cả năm nay, Linh đã nghe chuyện ba nuôi gái ở bên ngoài. Thế nhưng mà Linh vốn thông minh, không vội kết luận mà đã âm thầm theo dõi. Vừa hai con giáp thứ 13 đó lại ở ngay thành phố C, nơi đô hội mà cô đang học năm thứ hai đại học kinh tế. Linh không quá mất công, mất sức để tìm ra nơi ở của cô bồ mà ba của mình đang nuôi. Chỉ cần một cuộc gọi của ông Đạt khi ông xuống thành phố, bật định vị, Linh đã dò ra ngay địa điểm ba họp với đối tác,
sau khi thăm con gái mấy chục phút. Tuy nhiên, Linh không nói với mẹ bởi vì trong lòng của cô, mẹ là người phụ nữ hiền lành hết mực. Cả tuổi thanh xuân của bà là chuỗi ngày hy sinh cho gia đình, chồng con. Nếu như bà biết mình bị phản bội, thì cô nghĩ là mẹ sẽ suy sụp. Cô không muốn, nhưng tin tức bẩn thỉu này khiến đôi mắt của người mẹ hiền hằn thêm những vết trần chim. Điều mà cô sợ nhất chính là mẹ buồn. Và lại, Linh cũng không nghĩ rằng bà cô khốn nạn đến mức dám đưa cô ta về đây. Cô tưởng rằng bà chỉ là ăn vùng rồi chùi mép sạch sẽ để giữ cái gia đình danh giá này. Vì vậy mà Linh giấu nhẹm sự thật đó. Cô định hè này về nghỉ ít hôm. Sau khi đi tình nguyện thì sẽ xuống thành phố xử lý con ả trà xanh kia. Thế nhưng mà nào ngờ đâu ba của cô lại nhanh chân hơn một bước, ngang nhiên đưa kẻ thứ ba về đòi làm chính thất. Nghe bà nội nhắc đến tên mình, Linh nhích môi. Dạ vâng bà nội, con biết rồi ạ. Ý bà là mẹ con nhà cháu sẽ phải rời đi có phải không? Bà nội cô mỉm cười rồi đưa đà. Thế mày cũng thông minh đấy. Mẹ thì trông đần đần đẻ cho con nhanh trí phết. Thế có khi đó là do pha trộn máu mủ nhà họ Dương cũng nên. Trông Linh gằn từng tiếng. Xin lỗi bà nội. Máu pha trộn nhau nên cháu chưa rõ máu họ nào trội hơn. Nhưng mà hôm nay có đông đủ mọi người đây, cháu cũng xin nói rõ. Tự nhiên, mẹ cháu không đần mà là quá hiền thôi. Vậy nên 20 năm nay để cho các người đại đầu cưới cổ như vậy. Bởi vì người đần thì nào biết quán xuyến công việc nhà cửa, không biết hy sinh, và cũng chẳng biết sinh ra những người con không có tế bào phản bội. Thứ hai, cái trò mèo mả gà đồng của kẻ mà hơn 20 năm nay cháu gọi là ba diễn ra quá nhiều lần rồi. Bà nội của cô nói chen vào. Con mẹ của mày có biết đẻ con trai đâu. Trúc Linh mỉm cười rồi đáp. Mẹ con của tôi cũng không thể mở lại cái gia đình bồi bạc này nữa. Thế cho nên tôi sẽ đưa mẹ và em đi khỏi cái địa ngục này. Mọi người nhớ cho, chúng tôi không thể mở lại, chứ không phải là bị đuổi đi đâu. Rồi thì Linh quay sang mẹ nói. Mẹ, đi thôi. Mẹ cô ngần ngấn nước mắt. Linh à, từ từ đã con. Con nói như vậy là hôn với bà nội đấy. Mẹ cũng chưa chuẩn bị gì cả. Bà nội của cô lên tiếng. Thôi, cô không cần phải nói cái giọng đó. Tôi quen với kiểu tử tế của mấy con vịt rời nhà cô quá rồi. Trúc Linh không thèm trả lời bà nội, vội thả túi sách xuống sau đó nói. Mẹ, không cần chuẩn bị gì cả. Cầm quần áo đi theo là được. Cái nhà này, cái gì cũng bẩn thỉu. Đến ngay cả con người cũng bẩn. Vậy thì thiết tha gì nữa? Bà Thảo sụt sùi. Khoản đã con, đợi em Thư nữa. Bà mới nói đến đó thì một âm thanh vang lên. Con về rồi đây. Đứa con gái út, mặc bộ đồng phục học sinh bước vào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thư đưa cặp mắt thẳng thốt nhìn bà nội, ba và người phụ nữ bên cạnh. Thế này là thế nào ạ? Bà nội cô bé liếc nhìn con trai. Đạt à, mày đã nhìn thấy chưa? Mày thấy lấy cái loại không ăn học kết cục thế nào chưa? Ngày trước ta đã nói rồi, con Thảo mồ côi, ăn học thì chẳng đâu vào đâu cả. Rước về thì làm sao mà phù hợp với dòng họ xanh xá nhà mình được. Thế mà mày thì lại cứ khen nó ngoan hiền nết na. Đấy, thấy chưa? Cha ông nói cấm có sai mà. Nòi rồng thì đẻ ra rồng, liêu điêu thì đẻ ra giọng liêu điêu. Mình là nòi rồng, lấy phải cái loài liêu điêu, bây giờ đẻ ra hai đứa vịt rời láo tét như vậy. Con cả thì nói với bà bằng cái giọng chờ búa. Cái loài học đến đại học rồi mà nói cứ như là kẻ vô học vậy. Còn con út đi về, không biết mở miệng chào hỏi ai cả, ăn nói cục lúc như thế. Rồi thì bà quay sang Đan Thư. Ba mày bỏ ba mẹ con mày, lấy người tử tế hiểu chưa? Mà tao chịu đựng 20 năm là đủ lắm rồi đấy. Bây giờ thì mẹ con của mày biến đi đâu thì biến đi. Đúng là một lũ mọi sợ. Trúc Linh mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm chặt lại. Cơn nắng mùa hạ khiến cô thêm bực bội. Cô vội kéo tay em gái. Thư à, vào dọn quần áo của mẹ và em đi. Đi ngay nhé.
Bà Thảo rơm rớm nước mắt. Bé Thư mới về, để mẹ làm cho. Trúc Linh nhìn mẹ. Mẹ cứ để đấy, con làm cho nhanh. Rồi thì Linh nhanh chân đi vào căn phòng cạnh phòng bếp, nơi mà 20 năm qua, mẹ và em cô ngủ ở đó như một ô xin vì cái lý do quái gở của bà nội. Để sớm ngày mai dậy cho tiền, đỡ ảnh hưởng đến người khác. Trong khi đó, chồng của mẹ lại đi về thất thường và ngủ ở tầng 2. Căn phòng này như một cái hố chôn vùi thanh xuân của mẹ cô trong những năm ba cô nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Chỉ 15 phút sau, hai chị em cô đã kéo hai chiếc vali bước ra phòng khách. Cô quét ánh mắt một lượt rồi nói: thế bây giờ có ai cần kiểm tra đồ đạc của mẹ con tôi để cho minh bạch nữa không đây? Bà nội của cô khoát tay: thôi khỏi đi, cái đồ rẻ rách, tôi đi nhanh đi. Linh nhếch môi. Trưa nay các người được ăn bữa cơm ngon cuối cùng do mẹ tôi nấu, và đó là ân huệ sau cùng mẹ tôi ban phát cho cái gia đình này. Phước đấy, coi chừng mắc ngàn nhé. Tôi sẽ chống mắt lên xem các người sống vui vẻ thế nào đây. Nói rồi thì ba mẹ con cô dắt xíu nhau ra khỏi căn nhà to nhất thị xã giữa trưa hè oi bức. Cả một buổi trò chuyện, ông Đạt không hé răng nửa lời. Lần này ông ta về nhà chủ yếu làm đưa Lan đến xa mắt. Ông không ngờ cô con gái cả về bất chợt. Hai năm nay ông ở thành phố C là chính, nhưng mà chỉ thi thoảng đến thăm Linh vội vã, đưa nó ít tiền rồi tranh thủ đi bàn công việc. Thời gian chính là ở nhà Lan. Cô này là gái lớn thì 30 tuổi, nhưng mà chưa một đời chồng. Kể ra thì Lan không xinh bằng vợ ông, thế nhưng mà lại trẻ, khúc nào ra khúc nấy, lại còn cái giọng như rót mật vào tai. Lan buôn bán bất động sản khéo léo, nên cũng có một cơ ngơi không nhỏ thành phố C. Không hiểu sao ở tuổi đó mà Lan chưa chồng. Ông Đạt tình cờ quen Lan trong một lần thấy cô này bình luận bài của bạn ông trên Facebook, và rồi làm quen, nhắn tin gọi điện. Không hiểu là ai tán tỉnh ai, mà 10 ngày sau đó ông Đạt vội vã xuống thành phố C gặp Lan, rồi thấy hai người dính nhau như Sam, dính cả 2 năm trời này. Ông ta ở với Lan nhiều hơn ở với vợ. Mẹ ông ta cũng mặc kệ, bởi vì điều bà cần là một thằng cháu nối dõi nhà họ Dương. Vì thế, ai sinh được con trai cho ông Đạt đều được xem là phước của cái gia đình danh giá đó. Thế là từ nay, mẹ con Trúc Linh không còn chạm mặt họ nữa. Trưa hôm ấy, giữa cái nắng hè oi ả, chị em Linh kéo hai chiếc vali trên đường làng. Giờ này chẳng có ai ngoài đường, thế nên làng xóm cũng không biết bà Thảo đã không còn ở nhà họ Dương nữa. Đi được một quãng, bà quay sang hai đứa con. Các con à, có đói không? Linh lắc đầu. Dạ không ạ. Sáng nay con ăn xôi nên vẫn còn no. Bây giờ mẹ con mình về nhà bà ngoại rồi, con sẽ nấu ăn. Nhìn đứa con gái lớn mạnh mẽ, cô con gái út thì lại còn khờ dại. Lòng người làm mẹ như bà Thảo thường đến đứt ruột. Hai đứa con của bà xinh xắn giỏi giang và ngoan ngoãn là thế. Chỉ vì chúng là con gái mà bị nhà nội khinh thường. Không hiểu sao thời này vẫn còn rơi rớt cái tư tưởng cổ hủ như thế. Con gái của bà chả hơn đất con trai nhà khác sao? Thua kém gì ai đâu. Nhà bà ngoài Chốc Linh nằm ngay cuối làng, một căn nhà ngói nho nhỏ. Tuổi thơ bà Thảo lớn lên ở đây. 15 tuổi, bố mẹ bà bị lũ cuốn trôi trong một trận lụt lớn. Hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy đó là bố đã đẩy bà lên chỗ cao nhất của ngôi nhà bằng một chiếc thang. Bố ôm chặt đứa con gái duy nhất, leo đến đâu thì nước dâng lên đến đó. Mẹ của bà cũng leo phía sau. Thế rồi chỉ kịp đặt bà lên nóc nhà. Chiếc thang lung lay và gãy gập xuống. Dòng nước ác nghiệt đó cuốn phăng đi bố mẹ, trương đôi mắt hoảng hốt của bà. Bà Thảo ngày đó gầy gò, da xanh lẻo, chỉ biết gào khóc. May thay, một chiếc thuyền cứu hộ vừa đến rồi kéo bà lên. Lúc đó thì bà đã ước rằng chiếc thuyền kia đừng đến, để bà được trôi theo dòng lũ. Nhưng người mà bà yêu thương nhất giờ đây đã không còn. Sau khi nước rút, nắng lên, ngôi nhà của gia đình bà chỉ còn lại đống bầy nhầy bùn đất. Cũng may là có hàng xóm và các mạnh thường quân giúp đỡ. Thế nên đứa trẻ 15 tuổi đó dọn dẹp lại nhà cửa. Bà Thảo cũng nghỉ học từ đó, chịu khó trồng rau trong vườn, mang ra chợ bán. Đến mùa thì lại đi cấy thuê,
càng lớn lại càng xinh đẹp. Tuổi 18, bà đẹp nhất làng. Công việc đồng áng thì cứ nhanh thoăn thoắt. 18 tuổi, bà để lại bao nhiêu tiếc nuối cho các chàng trai khi về làm vợ ông Đạt. Nhiều người nói bà ham giàu có, nhưng mà không phải. Bà yêu ông Đạt bằng tình cảm đầu đời, bởi cái khuôn mặt điển trai của ông ấy. Tính của bà rất tự trọng, không bao giờ gò ép bản thân vì tiền. Từ ngày bà lấy chồng đến nay đã hơn 20 năm, ngôi nhà này vẫn được bà và các con hàng tuần thay nhau dọn dẹp sạch sẽ và đã thành nơi thờ cúng của bố mẹ bà. Vì thế giờ đây, mẹ con của bà trở về cũng không cần dọn dẹp gì nhiều cả. Đứng trước bàn thờ bố mẹ, bà Thảo bật khóc. Bố mẹ à? Con gái bất hiếu, 38 tuổi, đã bỏ chồng, một mình nuôi con như vậy. Trông lành đỡ mẹ dậy, cô thắp nén nhang sau khi lau sạch bàn thờ ông bà ngoại, đặt lên đó gói bánh sáng nay mua ở thành phố C, đành chiều ghé qua dọn dẹp, thắp hương cho ông bà. Cô nói rành rõ. Thưa ông bà ngoại, mẹ con bị khinh nhờn, chúng con rời sang ngôi nhà bạc béo đó để về đây ở. Mong ông bà linh thiêng phù hộ cho mẹ con chúng con à. Rồi thì cô quay sang mẹ mình. Mẹ à, không việc gì phải khóc cho những thứ không đáng như vậy. Con tin là ông bà ủng hộ mẹ con mình. Mẹ ra khỏi đó là được giải thoát. Mẹ nên vui mới phải. Bây giờ thì mẹ và em ở đây. Con chạy u ra ngoài kia mua gì ăn tạm đã. Sau khi nói xong thì cô nhanh chân chạy ra quán tạp hóa đầu ngõ, mua vài thứ cần thiết, về xếp gọn gàng vào chiếc tủ bếp cũ kỹ. Trưa hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng cười rộn rã của ba mẹ con cô. Họ vừa ăn mì tôm, vừa trò chuyện vui vẻ. Bữa ăn dù không có sơn hào hải vị, nhưng mà ai ai cũng đều thoải mái. Những gì diễn ra ban nãy đang tan đi trong ký ức. Chặng đường phía trước của bà Thảo và các con còn nhiều chông gai, nhưng mà họ có hai điều quý giá: tự do và tình yêu thương. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. 2 năm bà Thảo cố gắng chắt chiu nuôi các con ăn học. Sau cái ngày mẹ con cô rời khỏi ngôi nhà đó, không hiểu sao ông Đạt lại chờ đến 1 năm sau mới chính thức ra tòa ly hôn. Và rồi thì thêm 1 năm nữa, đến nay mới cưới cô Lan đó. Thế nhưng bà Thảo hài lòng với cuộc sống này. Bà không buồn nghi ngờ. Thời gian đầu thì bà cảm thấy tội nghiệp 2 đứa con. Chúng đang tuổi ăn tuổi học. Bà lo khi chúng đến trường bị bạn bè cười nhạo rằng bố mẹ ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn ly hôn. Tuy nhiên con của bà phớt lờ những lo lắng đó của bà. Trúc Linh thì tích cực học tập. Ngoài giờ lên lớp, mỗi tuần cô còn học 2 buổi karate do và 1 buổi học nấu ăn. Chưa kể đến là cô gái này lại còn làm thêm theo giờ tại quán cà phê, rửa chén cho quán ăn nữa. Nhiều lần thì bà Thảo khuyên con phần gái nên học nữ công xa tránh, thùy mì một tí. Thế nhưng mà cái Linh mỉm cười rồi đáp. Mẹ hay thật đấy. Con học võ để bảo vệ bản thân và những người yếu đuối, để làm việc thiện mà mẹ. Thùy mì quá như mẹ thì chẳng phải bị bắt nạt sao? Mẹ yên tâm đi, con không vì một vũng nước đọng mà biến đời mình thành bùn đen đâu. Còn về Đan Thư, con bé được chị truyền nhiệt huyết nên cũng chẳng thèm xem việc ba mẹ ly hôn là biến cố. Ba mẹ con bà Thảo sống an yên vui vẻ, dẫu không nhà cao cửa rộng, chẳng giàu sang, nhưng mà đủ ăn đủ mặc. Bà không phải lo tiền học cho Trúc Linh, bởi vì con bé vừa học vừa làm, lại nhận được học bổng. Ông Đạt thì hàng tháng vẫn gửi tiền vào tài khoản của con. Cô con gái nhỏ nghỉ hè cũng tập tành bán hàng online để phụ mẹ có tiền mua sách vở cho năm học mới. Bà Thảo lại trồng vườn, mùa nào cây nấy, nhà mắt tay nên luôn có rau củ đưa ra chợ bán. Đến mùa cấy, bà vẫn cứ thoăn thoắt cấy thuê như hồi còn son trẻ để lo cho cuộc sống. Được lao động, được tự do cũng là một kiểu hạnh phúc. Và hôm nay, sau 2 năm rời khỏi ngôi nhà của gia đình họ Dương, bà thấy chồng cũ của mình lấy vợ 2. Nghe 2 đứa con nói chuyện, bà cũng chạnh lòng. Nhưng mà Trúc Linh nói đúng, đó là một quá khứ bà nên quên đi. Tiếng nhà ngoài kia cũng vui tươi rộn rã như 20 năm về trước bà bước vào ngôi nhà đó vậy. Không biết là cô Lan kia đang bước vào thiên đường hay là địa ngục đây. Trúc Linh bước vào nhà, nhìn thấy ánh mắt của bà bần thần thì lên tiếng. Mẹ ơi,
Hai năm qua chẳng phải mẹ đã sống tốt hơn sao? Mẹ vất vả về tụi con, nhưng mà tự do thoải mái. Con bây giờ đã nhận bằng tốt nghiệp tạm thời, đã nộp hồ sơ rồi. Sắp tới sẽ xuống thành phố C để phỏng vấn. Và con tin là tấm bằng đó sẽ cho con công việc xứng đáng. Tới lúc đó thì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Bà Thảo vuốt mái tóc của con gái. Mẹ đã không cho các con một gia đình đúng nghĩa. Mẹ lại để các con phải mưu sinh khi con quá nhỏ. Mẹ đúng là thật tệ. Linh nhoẻn miệng cười. Con thấy vui mà mẹ. Chỉ cần có mẹ và em là con vui rồi. Con nghĩ một gia đình đúng nghĩa là khi mọi người mang đến cho nhau niềm vui. Không ai chịu đựng ai cả. Còn về việc kiếm sống, mẹ cũng phải bươn trải từ năm 15 tuổi còn gì nữa. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và thực hiện những đam mê chính đáng của mình, chứ không phải là chỉ biết hy sinh không. Con học kinh tế, con cần trải nghiệm để vững vàng hơn mẹ. Còn em Thư, con biết là em vẫn lo lắng cho việc học là trên hết. Nghỉ hè, em bán hàng online cũng hợp lý thôi à? Bà Thảo gật đầu cười. Ừ, nhưng mà làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Linh cười tươi rói. Con gái của mẹ là dân võ đấy, mẹ quên rồi sao? Mẹ yên tâm đi, con biết điều gì tốt cho bản thân mà. Tối hôm đó, ba mẹ con bà Thảo vừa ăn cơm xong, đang quây quần xem tivi, thì bất chợt nghe tiếng gọi ngoài cổng. Chị Thảo ơi! Trúc Linh vội đứng dậy, bật bóng đèn ngoài sân xỏ dép bước ra. Ai đấy à? Cô nhanh chân bước đến định mở cổng. Dưới ánh đèn đường, Linh nhìn thấy kẻ đã chen chân vào cuộc hôn nhân của ba mẹ mình đang đứng ngó nghiêng trước cổng, trên tay cầm một chiếc cặp lồng. Là Linh có phải không cháu? Trúc Linh dừng chân, cau mày rồi hỏi. Cô đến đây làm gì vậy? Lan cười giả lạ. Hôm nay ba các con và cô làm đám cưới mà lại không thấy ba mẹ con đến chung vui. Cô nhớ làm đã nhắc ba con gửi thiệp mời cơ mà. Đằng nào cũng là vợ chồng hơn 20 năm, có với nhau hai mặt con, không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Linh nghe xong thì gắt lên. Dài dòng quá rồi đấy. Thứ nhất, tôi hỏi cô đến đây là làm gì? Thứ hai, tôi cũng không phải con cháu gì với cái nhà đó cả. Nói nhanh đi, để tôi còn vào nữa. Lan nghe xong nén lại một hơi giận rồi mỉm cười đáp. Không có gì. Cô chỉ là thắc mắc tại sao ba mẹ con không đến chung vui. Nghĩ đâu là mẹ con ốm thế nên có một ít thức ăn ngon mang đến thôi. Lời của Lan vừa dứt thì Linh đã cười mỉa mai. Cảm ơn lòng tốt bất thường của cô. Mẹ tôi rất khỏe, rất vui vẻ, không ốm đau gì cả. Còn về lý do chúng tôi không đến dự đám cưới của đôi san phu xâm phủ thì cũng đơn giản thôi, bởi vì không thích. Cô nghĩ xem đi, có ai ra khỏi nhà ngục được tự do, tự tại là muốn quay trở lại ngắm nhà tù một lần nữa sao? Mà cô cũng đưa mấy thứ đồ này về đi. Đồ ăn ngon nhà tôi không thiếu, mấy thứ này ăn vào mắc ngàn chết đấy. Lan lắc đầu phân bua. Ấy, không phải đồ thừa đám cưới đâu con à. Cái này là canh bổ dưỡng, cô bảo mấy bác giúp việc làm riêng cho mẹ con đấy. Linh nhếch môi rồi a lên một tiếng. Hóa ra mẹ cô rời khỏi đó thì nhà họ Dương lại cần đến cả tá người giúp việc giống như trước kia sao? Ô xin không lương đa từ giá chủ nhà. Con dâu mới lại không biết làm gì cả, nhưng mà có tiền lại con thành phố cơ mà. Linh mỉm cười nói. Là đồ của cô tôi lại càng không nhận. Ai biết đâu được, cô ghen tương với mẹ tôi bỏ thuốc độc vào đấy, rồi thì nhớ đâu có chuyện gì ai chịu đây. Lan nói bằng cái giọng đầy thương cảm. Cô và mẹ con cùng chung một chồng, ai lại đi hại nhau như vậy? Linh gằn từng tiếng. Cô nhầm rồi đấy. Mẹ tôi không thèm chung chồng với ai cả. Cô là kẻ đến sau, là kẻ mồi chài đàn ông đã có vợ. Ông ta là do mẹ tôi bố thí cho cô thôi. Còn bây giờ mời cô đi về cho, kẻo ô nhiễm nhà tôi. Linh nói xong thì quay lưng bước vào nhà. Đúng lúc đó tiếng bà Thảo vòng ra. Linh ơi, ai đến mà đứng ngoài cổng lâu như vậy con? Sao không mời khách vào nhà đi? À, người ta nhầm thôi mà. Họ từ nơi khác đến, hỏi cô Thảo nào đấy.
Người làng mình tưởng là mẹ nên chỉ vào đây, mà con đi ra thì lại không phải. Họ hỏi cô Thảo bán đất, bán vàng ấy. Thế hay là lâu nay mẹ xấu chúng con kinh doanh bất động sản sao? Nghe câu trả lời hóm hỉnh của con gái, bà Thảo cười. Cái con bé này, mà biết gì đâu mà vàng với trả đất ở đây. Thấy con đứng lâu như thế, mà cứ tưởng đâu người quen. Thế rồi ba mẹ con tiếp tục xem tivi. Phía ngoài cổng, Lan hầm hực, giẫm gót giày quay về. Tiền tay, ném luôn cặp lồng đựng đồ ăn vào thùng rác bên đường. Nhưng tưởng đâu gặp bà Thảo để giỡn chơi. Trêu điên bà đần ấy, nào ngờ gặp phải cái đứa con gái miệng sắc hơn cả dao, bực bội cả người. Thực ra thì Lan cũng chưa đành đến nhà bà Thảo, vì đêm nay là đêm tân hôn cơ mà. Thế nhưng mà ông Đạt say bí tỉ từ trưa vẫn chưa dậy. Lan ngồi buôn dưa lê với mẹ chồng chán chê, khen bà già ấy muốn gây cả lưới, lợm cả giọng. Lan không biết làm gì nữa. Nhìn thấy thức ăn thừa trong bếp, bèn bảo mẹ chồng rằng mấy lần trước về đây có thấy vài người vô gia cư lang thang ngoài đường, tối ngủ gầm cầu, nên định đưa chỗ thức ăn này cho họ. Kỳ thực thì cô ta đến chỗ bà Thảo, nhưng mà kế hoạch bất thành lại rước thêm bực bội. Sáng hôm sau là chủ nhật, Linh tranh thủ ra chợ, mua thức ăn tươi và một vài thứ cần thiết về đặt sẵn trong chiếc tủ lạnh mini mà cô mới mua cho mẹ. Chiều nay, Linh xuống lại thành phố C. Sáng ngày mai, cô sẽ có mặt tại một công ty xuất khẩu các mặt hàng nông sản để tham gia phỏng vấn. Sau bữa trưa, khi chắc chắn mẹ đã đi nghỉ, Linh kéo Thư ra vườn. Cô thì thầm kể cho em gái chuyện tối qua rồi dặn dò. Từ nay thì em phải chú ý mẹ hơn đấy. Tránh để người ta đến đây phá đám. Ba mẹ ly hôn rồi nên họ không có quyền gì. Nếu như ai trong cái nhà đó đến đây ăn nói không tử tế, em cứ la làng lên cho chị. Nhà giàu có thì hay sợ mất mặt lắm. Hoặc là em cứ vơ lấy điện thoại giả vờ gọi 113 xó chưa. Thư mím chặt môi gật đầu. Chị hai yên tâm đi. Em không yếu đuối đâu. Bây giờ đang mùa hè. Em ở nhà đăng hàng để bán. Chị ra ngoài khi đi lấy hàng và đi ship hàng thôi. Có xe đạp điện chị và mẹ mới mua. Em đi cũng nhanh lắm. Sẽ không để ai bắt nạt mẹ đâu. Được rồi. Như vậy mới xứng là em của chị chứ. Trong cái nắng chói chang của trưa mùa hạ, dưới gốc cây xoài trong vườn, hai cô gái lại nói cười ríu rít, chuẩn bị cho những giây phút bình dị chiều nay. Lúc nào cũng như thế, dù bận nhưng mà vài tuần thì Linh lại tranh thủ về thăm nhà. Nhưng mà lần nào cô đi cũng ngậm ngùi cả. Chồng gái của mẹ cô có thể đã tạm lắng xuống, còn con đường trước mặt của cô gái trẻ đang mở ra với nhiều dự định và thách thức. Trong lành thì vẫn luôn mạnh mẽ, đối mặt, bởi vì cô biết mình đang trở thành điểm tựa cho người mẹ ngày một già đi và đứa em gái chuẩn bị bước vào đời. Để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau, trong lành chọn cho mình bộ váy công sở phù hợp đi phỏng vấn. Thực ra thì cô thích kiểu ăn mặc thoải mái, áo phông quần bò cùng với giày thể thao. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm tìm hiểu được thì ấn tượng ban đầu khi đến công ty phỏng vấn lại không nằm trong gu thời trang của cô. Thôi thì vì sự nghiệp dài lâu và công cuộc mưu sinh sắp tới, Linh đã chọn cho mình bộ váy theo phong cách công sở. Cô Mai siêu thị đang có đợt giảm giá, nên Linh có cơ hội sắm cho mình chiếc váy ưng ý và đôi giày cao 5 phân cho buổi phỏng vấn. Cô đành sẽ dò xem giám đốc có phải là người ưa vẻ bề ngoài hay không, để còn biết cách ăn mặc nếu như may mắn trúng tuyển. Nếu như ông ấy là người dễ tính, cô sẽ quay lại phong cách quen thuộc. Đến lúc ấy, bộ váy này lại xếp vào tủ vậy. Trúc Linh có một thói quen trước khi đi ngủ là hay chat với vài người bạn. Có lẽ sau chuyện của bà mẹ, cô không mấy tin vào tình yêu nam nữ và sự thân thiết trong tình cảm. Đúng ra, mấy người có hay nói chuyện qua mạng là cùng chung lý tưởng. Trong số đó, Linh chú ý đến một Facebook có cái tên hơi lạ, Paris. Linh tình cờ quen người này khoảng nửa năm trước khi cùng tham gia một sự kiện tìm hiểu về nước Pháp trên mạng, và sau đó nói chuyện khá ưng ý. Anh bạn này chắc cũng thuộc tiếp người đơn giản. Linh để ý thấy ảnh đại diện là Tham Eiffel và phía sau đó là hình nền với thung lũng tình yêu ở Đà Lạt mộng mơ. Có vẻ như hai khung hình không ăn nhập, nhưng mà chắc chắn có một ý nghĩa nào đó. Có lần thì Linh đã hỏi, nhưng mà anh bạn đó chỉ nói rằng không muốn nhắc đến. Nghĩ là nó gắn với chuyện buồn nào đó, cô cũng không gặng hỏi nữa. Nhắn tin qua lại hơn nửa năm trời,
Thế nhưng mà cả hai chỉ là bạn bè trên Facebook. Những câu chuyện của họ chỉ xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống. Đôi khi là một sự kiện hay là một vấn nạn nào đó. Lệnh thanh cách nói chuyện của Paris không mồn nào, xuồng xa, rất khiêm tốn và sâu sắc. Cách nói ấy cuốn hút cô hơn những anh chàng nhà giàu hay tán tỉnh cô. Lệnh cũng không biết tên thật của anh chàng này, bởi vì anh bảo, cứ gọi anh là Paris. Kể lại thì cũng buồn cười. Ban đầu khi biết anh ta hơn mình tận 10 tuổi, Lệnh một mực gọi là chú. Tuy nhiên sau khi anh ấy giới thiệu anh chưa một lần cưới vợ, đề nghị Lệnh gọi bằng anh, nên cô quyết định không làm anh tổn thọ hay là tự ti về tuổi tác. Chỉ là bạn trên mạng thôi mà. Anh hay là chú thì cũng như vậy thôi. Tối nay thì cũng như thường lệ, Lệnh trò chuyện với Paris về buổi phỏng vấn ngày mai. Em hơi hồi hộp à? Những dấu chấm nhảy nhót trên màn hình báo hiệu anh đang nhắn tin trả lời. Sao ổn thôi? Em là người có năng lực, lo gì không trúng tuyển chứ? Anh thì được cái động viên là giỏi đấy. Động viên cũng là một liều thuốc đấy. Em nghĩ là anh làm bác sĩ tâm lý được đấy nhá. Anh sẽ cân nhắc gợi ý này. Tới bây giờ thì em nghỉ sớm đi. Ngày mai còn có buổi phỏng vấn. Chúc em may mắn nhé. Lệnh cũng cảm ơn lời chúc rồi gấp laptop, leo lên giường đi ngủ. Buổi sáng hôm sau, Lệnh có một chút không quen trong buổi sáng mới, nhưng mà vẫn hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng, rồi sau đó bắt xe buýt đến công ty. Đứng trước tòa nhà cao ngất, sự tự tin của cô có một chút giảm đi. Nhưng mà rồi thì Lệnh thở hắt ra một hơi. Đã đến đây rồi thì sẽ cố gắng hết sức. Bước vào sảnh tòa nhà, theo hướng dẫn của một nhân viên, Lệnh cùng với các ứng viên khác đi đến khu vực phỏng vấn của công ty xuất khẩu nông sản F. Một vài bạn tỏ ra khá tự tin, một vài bạn khác thì rụt rè trước môi trường sang trọng chuyên nghiệp ấy. Buổi phỏng vấn diễn ra với Lệnh khá suôn sẻ. Cô tự tin trả lời lưu loát các câu hỏi, hành vi và tình huống của vị phó giám đốc công ty và trưởng phòng nhân sự đưa ra. Lệnh vui vẻ ra về và tạm hài lòng với những gì mà mình đã nỗ lực. Chờ đợi kết quả sẽ có sau một tuần nữa. Đó cũng là thời gian cô chờ nhận bằng tốt nghiệp chính thức. Ngày ngày thì cô vẫn đến quán cà phê làm theo giờ. Trưa vào tối thì lại rửa bát ở quán ăn. Tranh thủ thực hành mấy món ăn học được. Khoa học võ và nấu ăn cũng vừa xong, nên Linh có thêm thời gian tìm hiểu thêm kiến thức. Cô dự định nếu như chưa trúng tuyển sẽ học tiếp cao học để tìm một cơ hội việc làm khác. Ở cái thành phố rộng lớn sầm uất này, cô không tin là không tìm ra việc. Một tuần sau đó, 18 giờ sáng, Lệnh đã nhận được cuộc gọi báo trúng tuyển từ phòng nhân sự của công ty F. Cô mừng hơn cả bắt được vàng khi chính thức trở thành nhân viên phòng kinh doanh của công ty lớn này. Lệnh cứ từ cố véo mái vào tay của mình đến mức thâm xì thì mới thực sự tin đây là sự thật. Vậy là một cánh cửa đã mở ra trước mắt của cô. Lệnh sẽ được làm việc trong công ty, sẽ kiếm tiền lo cho mẹ và em. Cô vui mừng gọi ngay về báo cho bà Thảo và không quên nhắn tin khoe với Paris. Em trúng tuyển rồi đấy. Cảm ơn những lời động viên của anh nhé. Tận 2 tiếng sau đó, Linh mới nhận được tin trả lời. Anh biết mà, em giỏi lắm. Ông giám đốc ấy mà không tuyển em chắc là có vấn đề đấy. Sáng đến giờ anh bận làm việc nên chưa kịp trả lời em. Linh cười, cô biết chứ. Anh chàng này thường rảnh vào đêm khuya. Cũng có vài lần Linh tò mò hỏi anh làm nghề gì. Thế nhưng mà Paris chỉ trả lời rằng em yên tâm đi, anh làm việc lương thiện mà. Cô cũng cứ xem anh ấy là người bí ẩn bận rộn. Chỉ là trong thâm tâm, không hiểu sao Linh luôn tin anh chàng này là người tốt. Linh có 2 ngày chuẩn bị cho công việc mới. Cô xin nghỉ làm thêm, tranh thủ tìm hiểu về công ty. Hôm phỏng vấn, Linh đã tranh thủ quan sát và thấy nhân viên ở đây đều mặc đồng phục công ty. Như vậy thì cô sẽ đỡ đau đầu suy nghĩ hôm nay sẽ phải mặc gì. Ngày đầu tiên đến công ty là cả một sự kiện với Linh. Cô đến từ sớm, vui vẻ chào hỏi mọi người. Cô cùng với các nhân viên mới được tham quan nơi làm việc, tìm hiểu về công việc và gặp gỡ về giám đốc nhìn khá trẻ, nhưng mà lại rất chín chắn. Hôm nay có cả phu nhân của ông ấy nữa. Linh vô cùng hào hứng trước những chính sách đãi ngộ của công ty. Các nhân viên mới còn có 1 ngày để kiểm tra sức khỏe tổng thể trước khi bắt tay vào guồng quay của công việc.
Linh cảm thấy thực sự may mắn khi được làm việc tại đây, lại còn đúng phòng kinh doanh như mơ ước của cô nữa. Ngày hôm sau, cô cùng các nhân viên trong công ty có mặt tại một bệnh viện tư rất hoành tráng. Linh biết bệnh viện này, dù mới đi vào hoạt động hơn một năm, nhưng mà được xem là nơi quy tụ những bàn tay vàng, bệnh viện Thiên Vĩ. Bởi vì đi khám tập thể nên mọi thủ tục đều do công ty lo hết. Linh cùng với mọi người chỉ đi theo sự chỉ dẫn thôi. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Trong lúc đợi lấy máu xét nghiệm, Linh tranh thủ đi vệ sinh và nhắn tin cho mẹ trước khi tắt nguồn máy để bước vào phòng xét nghiệm. Đang lúi húi, vừa đi vừa cất điện thoại vào túi xách, Trúc Linh vô tình va phải một người. Chiếc điện thoại trên tay cô chưa kịp đặt vào túi đã bị hất văng ra một đoạn. Linh hoảng hốt, miệng thì rối rít xin lỗi, nhanh chân đến nhặt lại điện thoại. Khi cô chạm tay đến điện thoại của mình thì lại thấy một bàn tay nam tính với những ngón tay thon dài đặt ngay bên cạnh và một chất giọng trầm tĩnh vang lên. Cô không sao chứ? Linh ngước mắt nhìn lên. Trước mặt của cô là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh khá lạnh lùng, đôi môi mỏng rất phong tình, phải nói là hàng cực phẩm. Anh ta mặc chiếc áo blues trắng, trên ngực thì gắn thêm phù hiệu của bệnh viện Thiên Vĩ và dòng chữ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa ngoại Trương Bá Trọng. Sau một giây bối rối, Linh cầm lấy điện thoại rồi nói, tôi không sao, xin lỗi anh nhé. Ánh mắt của Bá Trọng lóe lên mấy tia ngạc nhiên rồi quay lại vẻ bình thản, giọng nghiêm chỉnh. Đang kiểm tra sức khỏe với công ty, sao lại ra đây? Linh nhíu mày nhìn người trước mặt. Tôi chưa đến lượt khám nên đi ra ngoài một lát. Điều đó vi phạm quy chế à? Và lại, anh là bác sĩ chứ không phải là giám đốc công ty tôi đâu mà sắc nét như vậy. Lời xin lỗi tôi cũng đã nói rồi. Chào anh nhé. Nói xong thì Linh không thèm để ý đến ánh mắt ngơ ngàng của chồng, xoay người bước đi. Chúc Linh quay trở lại khu vực khám bệnh và hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe tổng thể. Tối hôm đó, trước giờ đi ngủ, cô lại nhắn tin với Paris. Và anh vẫn luôn là người chủ động nhắn tin trước. Ngày đầu tốt đẹp chứ em? Hôm nay chỉ kiểm tra sức khỏe thôi nhỉ? Linh hào hứng trả lời. Dạ vâng, kiểm tra ở bệnh viện Thiên Vĩ à? Bệnh viện đó siêu sang chảnh anh nhé. Rồi chợt nhớ đến vụ đồng đồ sáng nay, cô lại nhắn tin kể lể. À, mọi thứ tốt cả. Trừ việc em va phải một gã bác sĩ. Nhìn thì đẹp trai cực, thế nhưng mà mặt thì lạnh hơn cả tờ tiền polymer. Đã như vậy, gã đó lại còn nói cái giọng sách mé bực bội cả người. Phải đến 5 phút sau thì Paris mới phản hồi. Ôi trời, bác Hồ đã xài rồi, lương y như tử mẫu. Làm gì có kiểu bác sĩ lạnh lùng như em nói. Lạnh như băng như vậy rồi bệnh nhân chạy hết à? Theo anh được biết, bệnh viện Thiên Vĩ toàn là những bác sĩ giỏi và có tâm cả thôi, lại còn học ở nước ngoài về nữa. Nhắc đến chữ tâm, nghĩ lại điều cười nửa miệng của gã bác sĩ ban sáng, Linh gõ bàn phím. Tâm đâu em chả thấy. Em chỉ biết gã đó cao to lạnh lùng, hình như là tiến sĩ, còn tên gì thì em quên rồi. Nhưng mà cũng chả cần nhớ để làm gì. Paris trả lời lại cô. Chắc là anh ta học cao quá, thế nên là kiểu đầu óc bất thường ấy. Chưa mà gặp người vừa xinh vừa giỏi như em, sao có thể lạnh lùng như vậy được? Linh mỉm cười. Đâu có ai đánh giá trình độ qua vẻ ngoài nhanh đâu. Và lại thì em cũng bình thường thôi. Nhiều người xinh và giỏi hơn em nhiều nữa cơ. Bởi vì Linh để hình đại diện là bức hình ba mẹ con cô cười vui vẻ dưới gốc cây xoài, thế nên Paris đã nhìn thấy hình của cô. Và lại thì trang cá nhân của cô cũng có nhiều ảnh cô chụp cùng bạn bè và gia đình. Chỉ có trang của Paris là không có cái ảnh nào cả. Chỉ là những bức tranh phong cảnh và những câu chuyện cuộc sống. Thật đúng là một con người bí ẩn. Nhưng dòng tin lại hiện lên trước mắt của cô. Ít ra không biết giỏi thì cũng phải nhẹ nhàng với phụ nữ chứ. Anh nghĩ chắc anh ta bận rộn gì đấy thôi, khiến em nhầm là lạnh lùng đấy. Đang nhắn tin, thế mà Linh cũng cong làn môi đỏ lên. Cái gì cơ? Bận á? Bận mà lại có thời gian xét nét em à?
Mà thôi, nói ra được với anh là em cũng vui rồi. Em cũng không bao giờ gặp lại lão ấy, vì gì phải lo? Paris hóm hình trả lời cô. Tự tin vào sức khỏe quá nhỉ. Linh lại cười. Không phải là em tự tin, nhưng mà sẽ cố gắng không phải đến bệnh viện. Mà chả may bị gì thì cũng sẽ không gặp gã đó đâu. Rồi thì cả hai trò chuyện một lát, cùng nhau chúc ngủ ngon. Thấm thoát thì Trúc Linh đã làm việc ở công ty F được 2 tháng. Công việc của cô khá bận rộn, phòng kinh doanh luôn cần sự năng động, tăng ca suốt ngày. Nhưng mà cô rất vui vẻ. Cứ có hợp đồng, làm chiến lược kinh doanh đều đều chả phải tốt sao. Ngày nào thì cô cũng tranh thủ gọi điện về cho mẹ. Lần này công việc bận rộn nên cả tháng trời Linh mới tranh thủ về thăm nhà. Cuộc sống của mẹ và em cô vẫn cứ êm đềm. Nhà họ Dương từ ngày đó cũng không đến pha đám nữa, nên Linh yên tâm hơn. Bà Thư đã lên lớp 12, nên Linh tranh thủ làm việc, gửi thêm tiền lo sách vở cho em, tạo điều kiện cho Đan Thư học tập tốt và chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên không vất vả như Linh trước đây. Nghe lại 4 năm đi học với những bữa cơm vội, ăn đồ ế ở quán, tranh thủ muối dưa, rồi muối cà, ăn cùng cơm và mì tôm, cố gắng tiết kiệm hết sức để có tiền đóng học phí. Và đó là những năm tháng cô không bao giờ quên. Vì vậy, cô không muốn Đan Thư chật vật, nhưng mà vẫn phải để con bé tự đi trên đôi chân của chính mình. Cũng bởi vì công việc bận rộn thế nên Linh và Paris ít nói chuyện hơn. Nhiều hôm cô tăng ca đến tận đêm muộn, về đến nhà trò ăn uống qua loa, rồi leo lên giường đi ngủ. Đặc biệt là cô có một thói quen nữa. Dù có vó, nhưng mà trong túi sách của Linh luôn sẵn một con dao nhỏ. Từ khi xuống thành phố C học đại học kinh tế, cuộc sống tự lập, phải tự bảo vệ bản thân, nên Linh đã em ra chợ huyện mua một con dao cất sẵn trong cặp. Lúc đó cô chưa học võ, có nhiều hôm đi học đêm về muộn. Dù đường không quá vắng, nhưng mà Linh đi xe đạp. Đoàn rẽ vào phòng trọ hơi tối, lối nhỏ, cô thường đeo chéo cặp qua vai, tay cầm sẵn con dao, chỉ để dọa mấy gã nghiện nếu như chẳng may gặp phải. Sau này cô đi xe buýt, đưa xe đạp về cho bé Thư, và bây giờ đã sắm được xe đạp điện cho em. Linh học võ để phòng thân, khi thấy thành phố C xuất hiện nhiều vụ giật đồ và các trò quái gở của những kẻ biến thái. Nhưng mà thói quen để dao trong túi sách của cô vẫn không bỏ đi. Dần dần thì con dao này lại như một lá bùa hộ mệnh của cô vậy. Bởi vì dù đã đi làm, Linh vẫn ở phòng trọ cũ, nơi cô gắn bó 4 năm đại học. Linh đã quen với bác chủ trọ ở đây. Thời sinh viên với bao nhiêu kỷ niệm, giá thuê trọ cũng không quá đắt đỏ. Vì vậy, thời gian trôi qua, bao nhiêu người đã đi và đến, nhưng mà Linh thì vẫn chung thủy ở nơi này. Đợt này công ty ký được hợp đồng lớn với Vương Quốc Anh nên tăng ca suốt cả tuần. Tuy nhiên, mọi người đều vui vẻ làm việc bởi vì lương sẽ được tăng gấp đôi trong tuần này. Với Linh, ăn cơm tại căng tin của công ty còn sướng gấp cả chục lần cơm của cô lúc còn là sinh viên. Tối hôm đó, Linh xong việc ở công ty cũng vừa vặn 22 giờ. Cô cùng với mấy anh chị trong phòng kinh doanh chào nhau ra về. Vừa ra khỏi công ty, Linh quyết định gọi taxi bởi vì giờ này đã hết các chuyến xe buýt. Cô định sang tháng sẽ mua trả góp một chiếc xe máy để tiền đi làm. Đang chuẩn bị đưa tay với chiếc taxi bên kia đường thì Linh bỗng nhìn thấy một chiếc Audi dừng lại sát bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập đầu tiên của bộ truyện này thì bản thân của anh Sa cảm thấy rất là thích tính cách của nhân vật nữ chính, một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Bây giờ thì cô ấy đã lên thành phố để lập nghiệp rồi, và chúng ta có thể xác định rõ ràng là cô ấy là nhân vật nữ chính. Thế nhưng mà còn về nhân vật nam chính thì là ai đây? Dường như là hình ảnh nhân vật nam chính cũng chưa rõ ràng cho lắm. Nhưng mà với cá nhân của anh Sa thì anh Sa nghĩ là cái anh chàng bác sĩ bá trọng kia khả năng rất cao là nhân vật nam chính. Tuy nhiên thì điều đó cũng chỉ mới là suy đoán mà thôi. Rồi lại còn cái người có tên là Paris kia nữa thì là gì đây? Có lẽ là chúng ta cần phải gặp lại nhau vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu để cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất và hấp dẫn nhất của bộ truyện này. Và đây chỉ mới là tập đầu tiên thôi, vì vậy ở phía sau sẽ còn rất nhiều nhân vật mới xuất hiện thêm nữa. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của bộ truyện này cả. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé.
để chúng ta cùng nhau lắng nghe bộ truyện gần đây nhất vô cùng hấp dẫn, đó chính là bộ truyện Mẹ Đơn Thân. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.